Ngày 8 tháng 7, Bộ Y tế cho biết có thêm 800 ca mắc mới COVID-19. So với hôm qua, số F0 tại Việt Nam giảm 113 trường hợp. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.752.942 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.507 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, 8.755 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi, 9.749.865 ca. Bệnh nhân đang thở oxy là 31 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ, 26 ca. Thở oxy dòng cao, 4 ca. Thở máy không xâm lấn, 0 ca. Thở máy xâm lấn, 1 ca. ECMO, 0 ca. Từ 17h30 ngày 7 tháng 7 đến 17h30 ngày 8 tháng 7 ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Kênh sẽ cập nhật tin mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn theo dõi và nhấn chuông để cập nhật video mới.